Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với kỷ nhà Trần, vị vua thứ ba của nhà Trần, đấy là Nhân Tôn Hoàng Đế. Vua Húy tên là Khẩm, con trưởng của Thánh Tôn, mẹ là Nguyên Thánh Thiên Cẩm Hoàng Thái Hậu, sinh năm Giáp Ngọ Nguyên Phong năm thứ 8, ngày 11 tháng 11, được tinh anh của Thánh Nhân, đạo mạo thuần túy, nhan sắc như vàng, thể chất hoàn toàn thần tịch khí tươi sáng, hai cung đều cho là lạ, gọi là Kim Tiên Đồng Tử. Ở hai bên có tả, có nốt ruồi đen, cho nên có thể cáng đáng được việc lớn. Ở ngôi 14 năm, nhường ngôi 5 năm, xuất gia 8 năm, thọ 51 tuổi, băng ở Am Ngọa Vân núi Yên Tử, hòa nhã, cố hết lòng dân, sự nghiệp phục hưng làm vẻ vang đời trước, thực là vua hiền của nhà Trần. Xong vui lòng ở kinh Phật, tuy bảo là đến siêu thoát nhưng không phải là đạo trung dung của Thánh Nhân. Kỷ Mão Thiên Bảo năm thứ nhất, tức năm 1279, mùa xuân tháng Giêng ngày mùng 1 đổi niên hiệu đại xá cho thiên hạ. Nước Chiêm Thành sai Chế Lăng và Chế Diệp sang cống, bọn Chế Năng xin ở lại làm nội thần, vua không nhận. Lập phi là Trần Thị làm hoàng hậu, quân Nguyên đánh úp quân Tống ở Nhai Sơn, quân Tống thua tả thừa tướng nhà Tống là Lục Tú Phu cõng vua Tống nhảy xuống biển chết, hậu cung và các quan chết theo rất nhiều. Qua 7 ngày xác đổ lên mặt biển đến hơn 10 vạn người, xác vua Tống cũng ở đấy. Thế là Ứng và Điềm sao xa xuống biển, năm ấy nhà Tống mất. Tội nghiệp. Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn, trong khoảng trời đất chỉ có âm dương hai khí mà thôi, người làm vua không trung hòa thì trời đất định vị, muôn vật sinh dục mà ra tiết khí điều hòa. Nếu khí âm thịnh mà phạm bậy đến khí dương thì trời đất tất vì người làm vua mà báo trước việc biến, cho nên biến báo ra chưa trước mà ứng nghiệm sau. Đương bấy giờ nào là nhật thực, nào là mặt trời lay động, đất toạc mưa đá sao xa, đều là khí âm thịnh hơn khí dương. Đó là triệu chứng, không phải tôi con mưu hại vua cha, thì là di địch xâm lấn Trung Quốc. Phàm là người làm vua một nước khi kính cẩn dân bảo của trời, lo lắng hết việc của người, là cái đạo vãn hồi tai biến của trời đất vậy. Nhà Tống đã không thể vãn hồi được tai biến của trời mà nước Việt ta rồi cũng bị giặc Nguyên xâm lấn. May mà vua tôi chưa hiệp mưu binh dân hết sức, cuối cùng trừ được giặc phương Bắc mà thành công đại địch. Cho nên khi nói là kính cẩn sự răn bảo của trời, lo tính hết công việc của người, là cái đạo vãn hồi tai biến của trời vậy. Mùa đông tháng 10, lấy ngày sinh nhật làm tiết thọ thiên, canh thìn năm thứ 3, tức năm 1280, mùa xuân tháng Giêng ban thước đo gỗ, thước đo lụa cùng một kiểu. Tháng 2 xét duyệt sổ đinh và sắc dịch trong nước. Mùa đông tháng 10 được mùa to, lúa ruộng ở Hương Trà Kiều thuộc khoái lộ một giò hai bông. Em Đỗ Khắc Trung là Đỗ Khắc Thư kiện nhau với người, tình lý đều trái, người kia đón xa giá để kêu. Vua hỏi quan sự kiện, trả lời rằng án xử đã xong nhưng hình quan thoái thác không chuẩn định đó thôi. Vua nói đó là sợ Khắc Trung đấy. Bèn ngay ở đường sai chánh trưởng nội thư hỏa là Trần Hùng Đa Thao kiêm chức kiểm pháp quan để chuẩn định, thì thiên thư quả nhiên là trái. Người mặc áo xanh gọi là hoạn quan, được kiểm pháp bắt đầu từ Hùng Thao. Trịnh Giác Mật ở Đạo Đà Giang làm phản, sai Chiêu Văn Vương Nhật Duật đến dụ hàng. Bấy giờ Nhật Duật coi đạo Đà Giang, đem quân thuộc hạ giới đến nơi. Trịnh Giác Mật sai người đến quân doanh tỏ lòng thành, nói rằng Mật không dám trái mệnh, nếu ân chúa đi ngựa một mình đến thì Mật xin hàng. Nhật Duật nhận lời, đem 5-6 tiểu đồng đi theo quân sĩ ngăn lại. Nhật Duật nói, nếu nó cháo trở với ta thì triều đình còn có vương khác đến. Khi đến trại thì người man bày vây mấy chục vòng, đều cầm gươm và thương hướng vào bên trong. Nhật Duật đi thẳng trèo lên trại, Mật ngồi mời ngồi. Nhật Duật biết nói tiếng và hiểu tục các nước, cùng với Mật ăn bằng tay uống bằng mũi, người man thích lắm. Khi Nhật Duệ về doanh, Mật đem gia thuộc đến doanh đầu hàng, mọi người đều hài lòng và kính phục, không mất một mũi tên mà bình được Đà Giang. Đến khi về kinh sư, đem Mật cùng vợ con vào ra mắt vua, vua rất khen ngợi, rồi sau cho Mật về nhà lưu người con lại kinh. Nhật Duật mến nuôi hết lòng, xin triều đình phong tước cho, vua ban cho tước thượng phẩm vào hầu ao nuôi cá, rồi sau cũng cho về nhà. Tân Tị năm thứ 3, tức năm 1281, mùa xuân tháng Giêng ngày 29, hoàng tử Quốc Trẩn sinh, sai chú họ là Trần Ái Di Ái
Trần Di Ái, Trần Di Ái và Lê Mục, Lê Tuân sang xứ nước Nguyên. Nhà Nguyên lập Di Ái làm lão hầu, cho Mục làm Hàn Lâm học sĩ, Tuân làm thượng thư, lại sai Sài Xuân đem 5.000 quân hộ tống về nước. Xuân kiêu ngạo vợ vô lễ, cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh, quân sĩ thiên trưởng ngăn lại. Xuân lấy roi ngựa đánh thương ở đầu, cho đến viện Tập Hiền thấy trang bày màn trướng mới chịu xuống ngựa. Vua sai Quang Khải đến sứ quân tiếp đãi, Xuân lòng khảnh không chịu ra, láo tẹt thế. Quang Khải đi thẳng vào trong phòng, Xuân cũng không dậy. Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn nghe thấy việc ấy, tâu xin đến sứ quán xem Xuân làm gì. Bấy giờ Quốc Tuấn đã gọt tóc mặc áo vải, đi đến sứ quán vào trong phòng. Xuân đứng dậy vái chào mời ngồi, mọi người đều lấy làm lạ. Nhưng biết đâu gọt tóc mặc áo vải là vẻ hòa thượng phương Bắc. Khi đã ngồi yên, pha trà mời uống, người hầu của Xuân cầm cái tên đứng đằng sau Quốc Tuấn, chọc vào đầu Quốc Tuấn chảy máu ra, sắc mặt Quốc Tuấn vẫn không thay đổi. Khi về, Sài Xuân tiễn ra đến cửa, lập nhà thờ học ở phủ thiên trường, cấm người hương thiên thuộc không thua được vào học. Lệ cũ của nhà Trần, quân sĩ thiên thuộc không được học văn nghệ vì sợ khí lực kém đi. Nhân Ngọ năm thứ tư, tức năm 1282, mùa xuân tháng 2, nước Chiêm Thành sai bọn bố ba la 100 người sang dâng voi trắng. Mùa hạ tháng 4, bọn Trần Di Ái đi sứ về nước. Tháng 6, trị tội bọn phán thủ Trần Ải phải đồ làm binh khao giáp ở thiên trường, Lê Tuân phải làm đồ tống binh. Mùa thu tháng 8, thú thần ở Châu Lạng là Lương Uất tâu rằng hữu thừa tướng nước Nguyên là Toa Đô đem 50 vạn quân tinh nhuệ, nói phao là mượn đường đi đánh Chiêm Thành, nhưng thực chất là đến xâm lấn nước ta. Bấy giờ có cá sấu trên sông Lô, vua sai thượng thư hình bộ là Nguyễn Thuyên làm văn ném xuống sông, con cá sấu tự đi mất. Vua cho là việc này giống như việc của Hàn Dũ cho đổi họ là Hàn Thuyên. Thuyên lại giỏi làm thơ phú quốc âm, nước ta thơ phú đều dùng người quốc âm, thực bắt đầu từ đấy. Mùa đông tháng 10, vua ngự từ Bình Than đóng ở Vũng Trần Xá, họp các vương hầu trăm quan bàn về kế sách đánh giữ và chia đóng giữ những nơi hiểm yếu, cho Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư làm phó đô tướng quân. Khi quân Nguyên sang cướp, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư nhân chỗ sơ hở đánh úp, Thượng Hoàng khen là có chí lược, lập làm Thiên Tử Nghĩa Nam. Sau khi đánh người Man ở núi thắng trận to, phong phiên kỵ đại tướng quân. Chức phiên kỵ tướng quân không phải là hoàng tử thì không được phong, vì Khánh Dư là Thiên Tử Nghĩa Nam cho nên mới được mệnh đấy. Rồi từ tước hầu tăng lên mãi đến tử phục thượng vị hầu, quyền chức phán thủ, rồi cùng với công chúa Thiên Thụy thông dâm. Chán quá. Bấy giờ Hưng Vũ Vương Nghiễn, con trai của Quốc Tuấn, lấy công chúa Thiên Thụy, lại có công đánh giặc, vua sợ phật ý Quốc Tuấn mới sai đánh chết Khánh Dư ở Hồ Tây, nhưng lại dặn chớ đánh nhau quá không để đến nỗi chết. Rồi xuống chiếu cách hết quan tước tịch thu sản nghiệp, không để lại cho một tí gì. Châu Chí Linh vốn là dừa của riêng thượng tướng Trần Phó Duyệt, cho lên thần Trần Khánh Dư mới được giữ lại. Khánh Dư lui về giữ ở Chí Linh cùng với bọn hèn hạ làm nghề bán than. Khi ấy thuyền vua đỗ ở bến Bình Than, nước chiều xuống gió thổi mạnh, có một chiếc thuyền lớn chở than gỗ, người lái thuyền đội lón lá mặc áo ngắn. Vua chỉ mà bảo quan thị thần rằng người kia có phải là Nhân Huệ Vương không, lập tức sai người chở thuyền nhỏ đuổi theo. Đến cửa đại than thì kịp, quân hiệu gọi rằng ông lái kia, vua sai đòi nhà ngươi. Khánh Dư nói ông già là người buôn bán, có việc gì mà gọi đến. Quân hiệu và tâu vừa thực như thế, vua nói đúng là Nhân Huệ Vương rồi, nếu là người thường tất không dám nói thế. Vua lại sai nội thị đi gọi. Khánh Dư đến nơi mặc áo ngắn đội nón lá, vua nói nam nhi cực khổ đến thế là cùng, xuống chiếu tha tội. Khánh Dư lên thuyền lại tạ vua ban áo ngự, vị thứ ngồi dưới các vương, trên các công hầu cùng bàn việc công, nhiều câu của đúng ý vua. Đến đây tháng 10 lại cho Khánh Dư làm phó tướng quân, nhưng cũng không thể đổi được lỗi trước. Lại khi ấy vua thấy Hoài Văn Hầu Quốc Toản và Hoài Nhân Vương Kiện đều tuổi còn trẻ không cho dự bàn, Quốc Toản lấy làm xấu hổ tức giận, tay cầm quả cam bóp nát lúc nào không biết. Đấy. Đến khi lui về, huy động gia nô và thân thuộc được hơn 1.000 người làm binh khí, đóng chiến thuyền, đề sáu chữ phá cường địch báo hoàng ân.
vào lá cờ, sau đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui, không kẻ nào dám địch nổi. Đến khi chết, vua lại rất thương tiếc, thân làm văn lễ để tế, lại ra phong tước vương, cho thái úy Quang Khải làm thượng tướng, sai thượng tướng thái sư Đinh Củng Viên làm hàn lâm viện học sĩ, phụng chỉ. Quý Mùi năm thứ 5, tức năm 1283, nguyên chí nguyên năm thứ 20, mùa xuân tháng Giêng, Tĩnh Quốc đại vương Quốc Khang dâng rùa vàng hình to như con trai, bên lưng trên lưng có 7 ngôi sao, ở lưng có chữ huyệt, bụng có chữ vương. Tháng 2 trị tội bọn thượng vị hầu Trần Lão, cho lão tua chuộc tội 1.000 quan tiền, làm đồ làm binh và xử lăng trì trên tên Mãnh là gia đô của lão ở chợ Đông, là cho do tội làm thư nặc danh để phỉ báng nhà nước. Ai già thích viết thư đẻo hả? Mưa đá to, mùa hạ tháng 6, cá ở hồ Thủy Tinh chết. Mùa thu tháng 7, sai trung phẩm là Hoàng Ư Linh và nội thư gia là Nguyễn Cư Trương sang sứ nhà Nguyên, gặp thái tử A Đài và Bình Chương là A Lạt, nộp 50 vạn binh ở các xứ Hồ Quảng định sang xâm lấn nước ta. Mùa đông tháng 10, vua thân đem các vương hầu điều động quân thủy bộ tập đánh trận, tiến phong vua Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn làm quốc công, tiết chế thống lĩnh thiên hạ chư quân sự, chọn quân hiệu của người nào có tướng tài chia lãnh các bộ ngũ. Giáp Thân năm thứ 6, tức năm 1284, mùa xuân tháng Giêng, vét sông Tô Lịch. Tháng 2 đất ở xã Đàm nứt toác ra, dài 7 thước rộng 4 tấc, sâu không thể tưởng. Thảo nào bây giờ làm đường đấy hơi bị tốn tiền để làm ra cố móng. Mùa thu tháng 8, Hưng Đạo Vương đòi điều động các quân của vương hầu để đại diệt ở bến Đông, chia quân đến các xứ Bình Than đóng giữ những chỗ sung yếu. Tháng 9, ngày mùng 4, mặt trăng vàng kim và sao kim mọc ban đêm ban ngày về phương Tây Nam, chỉ cách nhau hơn một thước. Mùa đông tháng 11, sai Trần Phủ sang Kinh Hồ hành sảnh nước Nguyên để xin hoãn binh. Tháng 12, Trần Phủ từ nước Nguyên về nói, vua Nguyên sai thái tử là Trấn Nam Vương Thoát Hoan, Bình Chương là A Lạt và bọn A Lý Hải Nha đem quân thát cớ mượn đường đi đánh Chiêm Thành, chia là thành xâm lấn. Thượng Hoàng cho gọi các phụ lão trong nước họp ở thềm điện đợi Diên Hồng cho ăn và hỏi kế. Các phụ lão đều nói là lên đánh, muôn người cùng một lời như một. Ngày 26, giặc đánh vào các ải Vĩnh Châu, Nội Bàng, Thiết Lược, Chi Lăng. Quan quân đánh bị thua, lui về đóng ở bến và Vạn Kiếp. Lúc ấy vua ngự chiếc thuyền nhẹ sang hạ lộ Hải Đông. Ngày đã gần chiều, chưa ăn cơm sáng. Đã có tiểu tốt là Trần Lai đem dâng cơm gạo xấu, vua khen là trung, ban cho tước thượng phẩm, kiêm chức tiểu tư xã, hữu thì triều môn ở Bạch Đằng. Khổ thế. Hưng Đạo Vương vâng lệnh điều quân dâng các lộ Hải Đông, Vân Trà ba điểm, chọn người khỏe mạnh khỏe làm quân tiền phong, vượt biển vào Nam. Thế quân đã hơi đổi, các quân nghe thế không quân nào là không đến tụ họp. Vua làm thơ đề ở cuối thuyền rằng, cối kê cự sự quân tu ký, hoan ái do tồn thập vạn binh, cối kê việc cũ người nên nhớ, hoan ái hãy còn 10 vạn quân. Hưng Vũ Vương Nguyễn, Minh Hiến Vương Uất, Hưng Nhượng Vương Tảng, Hưng Chí Vương Hiên Hiện đốc xuất các quân sứ Bàng Hà Na Sầm, Trà Hương Yên Sinh Long Nhãn, cộng 20 vạn quân đến họp ở Vạn Kiếp theo sự điều khiển của Hưng Đạo Vương để chống quân Nguyên. Trước đây Hưng Đạo Vương có gia nô tên là Giã Tượng, Yết Kiêu đối đãi rất hậu. Đến khi quân Nguyên đến, Yết Kiêu giữ thuyền ở bãi Tân, Giã Tượng thì theo. Lúc quan quân thua trận, thuyền quân đều chạy toán loạn. Vua Nông Vương muốn đi theo lối chân Giã. Giã Tượng nói, chỗ này tôi hơi xúc động, chầm tôi một chút. Lúc quan quân thua trận, thuyền quân đều chạy toán loạn. Vương muốn đi theo lối chân núi. Giã Tượng nói, Yết Kiêu chưa thấy đại vương, tất không rời thuyền đi chỗ khác. Vương đi ngay đến bãi Tân, duy có thuyền của Yết Kiêu vẫn chờ ở đấy. Vương mừng lắm, nói rằng chim hồng hộc bay xa được, cao được là nhờ 6 cái lông cánh. Nếu không có 6 cái lông cánh ấy thì cũng như chim thường thôi. Vương nói xong thì thuyền trèo đi, quân kỵ của giặc đuổi theo không kịp. Vương đến Vạn Kiếp, chia quân đóng giữ ở Bắc Giang, sai Đỉnh Củng Viên quyền qua việc thánh từ cung nội sát viện. Ất Dậu năm thứ 7, tức năm 1285, mùa xuân tháng Giêng, ngày mùng 6, Ô Mã Nhi nhà Nguyên đánh từ các xứ Vạn Kiếp vào núi Phả Lại, quan quân chạy than vỡ.
Ngày 12 tháng quân giặc đánh Gia Lâm, Vũ Ninh Đông Ngàn bắt được quân của ta, thấy người nào cũng thích chữ hai chữ sát thát bằng mực vào cánh tay, tức lắm, giết hại rất nhiều. Rồi tiến đến biển Đông dựng cờ lớn, vua muốn sai người đi dò tình hình giặc ở mà chưa biết sai ai. Chi hậu cục Đỗ Khắc cục Trung chạy đến tâu rằng: tôi là kẻ ti tiện, không có tài gì, xin đi. Vua mừng lắm nói: biết đâu trong ngựa kéo xe muối lại có ngựa kỳ ngựa ký ấy. Để sai Khắc Trung đem thư bộ đến quân Nguyên xin giảng hòa. Ô Mã Nhi hỏi rằng: vua nước người vô lễ, sao người thích chữ sát tháp, khinh nhờn quân Thiên Triều, lỗi ấy to lắm. Khắc Trung trả lời: chó trong nhà cắn người lạ, vì không phải là chủ nó, do lòng trung thành tức giận, họ tự thích mực lấy. Quốc vương tôi có biết đâu, tôi là kẻ hầu gần, sao lại việc ấy lại không có. Bèn giơ cánh tay cho xem. Mã Nhi nói: đại quân ta ở xa đến đây, nước người không sao không trở giáo đều đến ra mắt, mà lại trông cự mệnh lệnh, càng con bọ ngựa chống lại bánh xe, rồi sẽ ra sao? Khắc Trung trả lời: hiền tướng không theo kế sách của nhà Hàn Tín Bình Ước nước Yên ngày xưa, đóng quân ở đầu địa giới, đưa thư tín trước, nếu không chịu hòa hiếu mới là con nỗi, lại đem quân bức nhau, tức như người ta nói, muôn cùng phải đánh lại, chim cùng phải mổ lại, huống chi là người. Mã Nhi nói: đại quân của ta mượn đường nước ngươi để đi đánh Chiêm Thành. Vua nước ngươi nếu đến gặp nhau thì trong cõi yên ổn, không xâm phạm mảy may. Nếu cứ chấp mê thì trong khoảng giây phút, núi sông sẽ thành đất bằng, vua tôi sẽ thành cỏ mục. Khắc Trung về rồi, Mã Nhi bảo các tướng rằng: người ấy đương lúc bị uy lực áp chế mà lời nói sắc mặt vẫn tự nhiên, không hạ thấp chủ của nó là chính. Là trích không định hót ta làm nghiêu, nước nó có người giỏi, chưa dễ đánh lấy được, sai người đuổi theo nhưng không kịp. Ngày 13 giờ Mão, Khắc Trung từ chỗ quân Nguyên trở về, quân giặc kéo theo chân đến cùng với quân quan quân đánh nhau. Ngày 28, Hưng Đạo Vương bàn xin tượng thượng tướng Thái Sư Quang Khải ngăn quân của Nguyên soái Toa Đô ở Nghệ An. Tháng 2 ngày Giáp Thìn, mùng 1, con thứ của Tĩnh Quốc Đại Vương Quốc Khang là thượng vị Trương Hiến Hầu, tên là Kiện và Liêu thuộc là bọn Lê Tắc Lê đem cả nhà đầu hàng quân Nguyên. Toa Đô sai bọn Kiện và Yên về Yên Kinh, thổ hào ở Lạng Giang là bọn Nguyễn Thế Lộc và Nguyễn Lĩnh đánh chặn ở trại Ma Lục. Gia đô của Hưng Đạo Vương là Nguyễn Địa Lô bắn chết Kiện, Tắc đem xác của Kiện để lên mình ngựa trốn đi, chạy đến mấy mươi dặm đường đến Khâu Ôn chôn tại ấy. Nay sai người sang mà đưa công chúa An Tư đến cho thoát hoan là có ý muốn làm bớt thư tai nạn của nước vậy. Bảo nghĩa vương Trần Bình Trọng, vương là dòng dõi của Lê Đại Hành, chồng sau của công chúa Thụy Bảo, ông cha làm quan ở đời Thái Tôn, được cho quốc tín tính là họ Trần, đánh nhau với giặc ở bãi Đà Mạc bị chết. Khi bị bắt không chịu ăn, giặc hỏi về việc nước không trả lời, hỏi: có muốn làm vương đất Bắc không? Vua thét to rằng: thà là ma nước Nam chứ không làm vương đất Bắc, rồi bị giết. Thế quân giặc bức bách, vua hai vua ngầm đi chiếc thuyền nhỏ đến nguồn Tam Chỉ, sai người chở thuyền ngự ra Ngọc Sơn để đánh lừa quân giặc. Lúc ấy Xa Giá Vu nhà vua siêu giặc mà Quốc Tuấn vốn tự phụ kỳ tài, lại có mối hiểm cũ của Yên Sinh Vương, mọi người có ý ngờ vực. Quốc Tuấn theo vua sai cầm cái gậy đầu có bịt sắt nhọn, mọi người đều gầm mắt nhìn. Quốc Tuấn bèn vứt cái sắt nhọn đi, chỉ cầm cái gậy không thôi, lại còn nhiều việc giống thế. Tháng 3 ngày Giáp Tuất mùng 1, hai vua bỏ thuyền đi bộ đến xã Thủy Chú, lấy thuyền ra sông Nam Triệu, qua biển Đại Bàng vào Thanh Hóa. Thượng vị Văn Hơ Chiêu Hầu là Lộng đầu hàng với Thoát Hoan, rồi sau Chiêu Quốc Vương là Ích Tắc và bọn Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long đều đem cả nhà đầu hàng nhà Nguyên. Trước kia Ích Tắc chưa sinh, Thái Tôn nằm chiêm bao thấy người thần ba mắt tự xưng, tự trên trời xuống, nói với Thái Tôn rằng: tôi bị thượng đế của trách, xin thác làm con vua, sau sẽ về phương Bắc. Đến khi Ích Tắc sinh, giữa trán có cái vết giống như con mắt, hình dáng cũng giống như người trong thấy trong khi chiêm bao, khi 15 tuổi, thông minh hơn người, thông minh, thông kinh sử và các kỹ thuật, vẫn ngầm có chí tranh ngôi tư trưởng, từng đem thư riêng gửi khách buôn ở Vân Đồn xin nhà Nguyên đem quân xuống Nam. Đến đây quân Nguyên sang xâm lấn, Ích Tắc đầu hàng để mong được làm vua. Nhà Nguyên phong cho Ích Tắc làm A Nam Quốc Vương. Đến sau quân Nguyên bị thua, Ích Tắc trong lòng hổ thẹn chết ở đất Bắc.
Nguyên soái Toa Đô đem 50 vạn quân do Vân Nam qua nước Lão Qua thẳng đến Chiêm Thành cùng với quân Nguyên hợp ở châu Ô Lý, rồi cướp châu Hoan, châu Ái tiến đến đánh đóng ở Tây Kết, hẹn trong 3 năm dẹp yên nước ta. Vua bàn với bầy tôi rằng: quân giặc đi xa lâu năm, xe lương muôn dặm, thế tất mệt mỏi. Ta đem quân nhàn rỗi đối phó với quân họ đã mệt nhọc mỏi, làm nhụt khí của họ trước, tất phá đưa ta được. Mùa hạ tháng 4, vua sai bọn Chiêu Thành Vương không rõ tên, Hoài Văn Hầu, Cúc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái đem binh nhẹ đón đánh ở bến Tây Kết. Quan quân cùng với quân Nguyên đánh nhau ở Hàm Tử Quan, các quân đều có mặt ở đây. Duy quân của Chiêu Văn Vương là Nhật Duật có người nước Tống mặc áo kiểu Tống, cầm cung tên đi để đánh. Thượng Hoàng sợ các quân khác không thể nhận ra được, mới sai dụ rằng quân ấy là quân Thát Đát của Chiêu Văn đấy, nên nhận kỹ lấy. Vì người Tống Loàng và người Thát Đát nói tiếng và mặc áo giống nhau, Côn Nguyên thấy đều kinh hãi, bỏ nhau là người Tống có sang đánh giúp, vì thế thua chạy. Trước kia nhà Tống mất, có người sang quy phụ ta Nhật Duật dung nạp, trong bọn ấy có Triệu Trung Nhật Duật cho làm gia tướng, cho lên công đánh giặc Nguyên Nhật Duật lập được nhiều hơn cả. Tháng 5 ngày mùng 3, vua sai hai vua đánh được giặc ở phủ Trường Yên, chém đầu cắt tay không kể xiết. Ngày mùng 7, tin thám báo rằng Toa Đô từ Thanh Hóa kéo quân ra. Ngày mùng 10, có người từ chỗ giặc trốn đến quân Ngự Dinh Tâu rằng Thượng tướng quân Quang Khải, Hoài Văn Hầu, Quốc Toản và Trần Thông, Nguyễn Khả là Lạp với em là Nguyễn Thuyền đem dân binh các lộ đánh được giặc ở xứ Kinh Thành, Trương Dương, quân giặc tan vỡ, bọn thái tử thoát hoan và Bình Trương A Lạt chạy qua sông Lô. Ngày 15, hai vua làm lễ bái yết ở các lăng Long Hưng. Ngày 17, Toa Đô cùng Ô Mã Nhi từ ngoài biển lại đánh vào sông Thiên Mạc, muốn họp quân ở Kinh Sư để giúp lẫn nhau. Du binh đi đến huyện Phù Ninh, viên phủ đạo huyện ấy là Hà Đặc, lên núi Chĩ Sơn cố giữ. Quân giặc đóng ở động Cự Đà, Đặc lấy tre đan thành hình người to lớn mặc áo cho, cứ đến tối đêm thì dẫn ra dẫn vào, lại dùi thủng cây to, cắm tên lớn vào giữa để lỗ để cho giặc ngờ là sức bắn khỏe suốt được cây to. Giặc sợ không dám đánh nhau với Đặc, quân ta hăng hái xông ra đánh phá được. Đặc đuổi đánh đến A Lạp làm cầu pha sang qua sông, hăng đánh quá bị chết, em là Trương bị giặc bắt được, lấy trộm được cờ xí y phục của giặc trốn về, đem dâng lên vua. Vua xin dùng cờ ấy làm giả làm quân giặc để đến quân doanh của giặc. Giặc không ngờ là quân của ta, bèn đánh tan tác quân giặc, hay quá. Ngày 20, vua đến tiến quân đóng ở Đại Mang, tổng quản nhà Nguyên là Trương Hiển đầu hàng. Ngày hôm ấy đánh giặc ở Tây Kết, quân giặc chết và bị thương rất nhiều, chém được đầu nguyên soái Toa Đô. Nửa đêm Ô Mã Nhi trốn qua sông Thanh Hóa, hai vua đuổi theo không kịp, bắt được dư đảng hơn 5 vạn người đem về. Ô Mã Nhi chỉ còn một chiếc thuyền lớn và vượt biển trốn thoát. Hưng Đạo Vương lại cùng với Thoát Hoan và Lý Hằng đánh nhau ở Vạn Kiếp, giặc thua chết đuối rất nhiều. Lý Hằng đem quân bộ hộ vệ Thoát Hoan chạy về Tư Minh, quân ta lấy tên thuốc bắn vào đầu gối bên tả của Hằng, Hằng chết. Tỷ tướng là Lý Quán thu nhặt 5 vạn quân, còn lấy đồ đồng giấu Thoát Hoan ở vào trong để trốn về Bắc. Đến Tư Minh, Hưng Võ Vương đuổi theo, lấy tên bắn trúng Lý Quán chết, quân Nguyên ca vỡ. Vua trông thấy thủ cấp của Toa Đô thương hại nói: người làm tôi phải lên như thế này, rồi cởi áo ngự sai Hữu Ti đem niệm chôn, nhưng ngầm sai lấy đầu Toa Đô đem tẩm dầu để răn, vì cớ Toa Đô mượn đường để vào nước ta đã 3 năm vậy. Đấy, chơi mới lại quân dân nhà Trần mấy quân dân Đại Việt ta không phải là dạng dễ đâu, không dễ như sai đâu, sơi đâu, không dễ đâu, không dễ đâu. Tháng 6 ngày mùng 6, hai vua trở về Kinh Sư, thượng tướng là Quang Khải làm thơ rằng: đoạt sáo Trương Dương Độ, cầm hồ Hàm Tử Quan, Thái Bình tu trí lực, vạn cổ cựu giang san. Tạm dịch là: Trương Dương bẻ gươm tặc, Hàm Tử bắt dọ hồ, muốn được Thái Bình nên gắng sức, muôn năm sông núi vẹn dư đồ. Ngày hôm ấy nước to, sai trung phẩm phụng sự ngự là Đặng Du Chi đưa bọn tể thần của Chiêm Thành là Bà Lậu Kê Na Niên cộng 30 người về nước vì đi theo Toa Đô mà bị bắt. Mùa thu tháng 8, sai tả Bộc Sạng là Lưu Trương Giới tuyên phong các công thần theo thứ bậc khác nhau và trị tội những người hàng giặc. Tháng 9 đổi niên hiệu là Trùng Hưng năm thứ nhất, đại xá cho thiên hạ.
Bia chùa báo thiên gãy làm đôi, núi cảo sơn lỏ. Ngày 12 tôn thêm thụy hiệu cho các tiên đế và tiên hậu. Mùa đông tháng 10 xuống chiếu định hộ khẩu trong nước. Triều thần can là dân thơ đương lao khổ. Việc sửa định hộ khẩu thông không phải là việc cần làm ngay. Vua nói chỉ có lúc này lên mới sửa định hộ khẩu. Đừng để cho kẻ địch dòm thấy dân ta điêu hao, bởi tôi đều khen phục. Bính Tuất Hồ Trùng Hưng năm thứ hai, tức năm 1286, mùa xuân tháng riêng, thả quân Nguyên về nước. Tháng 2 nhà Nguyên sai Hợp Tản Nhi Hải Nha sang nước ta. Tháng 3 vua nhà Nguyên sắc cho thượng tư sảnh là Áo Lỗ Xích, bình trương sự là Ô Mã Nhi, đại tướng là Trương Văn Hổ, điều động 50 vạn quân. Sai Hồ Quảng làm 300 chiếc thuyền lực đi biển, hẹn đến tháng 8 họp ở biển Khâm Châu, Liêm Châu, và sai đem quân ba thành sảnh là Giang Chiết, Hồ Quảng và Giang Tây xâm lấn phương Nam, mượn cớ đưa người đầu hàng và Trần Ích Tắc về nước lập làm An Nam Quốc Vương. Vẫn còn cay cú. Mùa hạ tháng 6, sai các vương hầu Tôn Thất đều mộ binh và thống lãnh quân thuộc hạ của mình. Vua hỏi Hưng Đạo Vương, Quốc Tuấn thế giặc năm nay thế nào? Quốc Tuấn trả lời, nước ta thái bình lâu ngày, dân không biết việc binh, cho lên năm trước quân Nguyên xâm lấn hoặc có người đầu hàng trốn tránh. Nhờ được uy linh của tổ tông và võ thần của bệ hạ đã quyết sạch được Dợ Hồ, nay nếu nó lại sang thì quân ta quen việc đánh dẹp, mà quân họ thì ngại đi xa. Vả lại vừa đã cạch về sự thất bại của Hằng và Quán, không có lòng chiến đấu nữa, cứ y như ý thần xem thì tất đánh được. Vua bèn sai Hưng Đạo Vương tổng đốc các vương hầu Tôn Thất đều quân điều quân làm đồ khí giới thuyền ghe. Mùa đông tháng 10 kiểm điểm và luyện tập các quân đã điều động. Đinh Củng Viên xin thôi quyền nhiếp việc nội mật, vua y cho tước nội minh tự. Đinh Hợi năm thứ 3, tức năm 1287, Nguyên Chính Nguyên năm thứ 24, mùa xuân tháng 2, Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Đậu Băng. Tháng 2 nhà cá nhà Táng chết cạn ở sông Bạch Đằng, dài đến 2 trượng 6 thước, dài đến 5 thước. Nhà Nguyên phát quân ba hành sảnh Giang Hoài, Giang Tây, Hồ Quảng, quân Mông Cổ, quân Hán Nam cùng quân Vân Nam và người Lê ở bốn châu ngoài biển chia đường vào cướp. Sai bọn vạn hộ Trương Văn Hổ chở hơn 70 vạn học lương và do đường biển đi theo, lại đặt trinh giao chỉ hành thượng thư sảnh cho Áo Lỗ Cư Xích làm bình trương sự, Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp làm tham chi chính sự phụ trách, đều chịu tiết chế của Trấn Nam Vương. Ây da, ghê cái đấy. Các quan chấp chính xin chọn người mạnh khỏe làm quân để thêm số quân. Hưng Đạo Vương nói, quân cần tinh không cần nhiều, dù đến như Bồ Kiên có 100 vạn quân, có làm gì được đâu. Nhiều tháng 2 đã xá cho thiên hạ, mùa hạ tháng 4 cho tá thiên và đại vương là Đức Việt quyền giữ việc lừa tướng quốc, duyệt binh kia sự kiện, định các danh sắc. Mùa đông tháng 10 ngày mùng 1 có nhật thực, ngày 11 tháng 11 giờ mùi, mặt trời lay động thành ra 3-4 góc. Ngày mùng 14 Trịnh Xiển tâu về việc thái tử nhà Nguyên là A Đài đánh vào cửa ải Phú Lương. Vua hỏi Hưng Đạo Vương rằng giặc đến làm thế nào. Hưng Đạo trả lời, năm nay giặc đến dễ đánh. Ngày 24 sai cấm quân giữ cửa ải Lãnh Kinh. Hưng Đức Hầu là Quán đem quân đón đánh, lấy tên thuốc độc bắn giặc chết và bị thương rất nhiều. Giặc lui về đóng cửa ải Vũ Cao. Ngày 28 phán thủ thượng vị Nhân Đức Hầu là Toàn đem thủy quân đánh vụng Đa Mỗ, giặc chết đuối rất nhiều, bắt sống được 40 tên và thuyền ngựa khí giới đem về để dâng. Tôi xin dừng buổi đọc ngày hôm nay ở đây, ngày mai tôi sẽ đọc tiếp. Xin kính chào quý khán thính giả.